Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tham dự hội thảo có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Đến dự hội thảo còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long và thân nhân Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, hội thảo khoa học cấp quốc gia, đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam, là dịp để ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, cùng nhau tri ân những công lao to lớn, những đóng góp quan trọng của đồng chí cho đất nước, qua đó đúc kết, rút ra những bài học quan trọng nhằm tiếp tục phát huy, giáo dục lòng tự hào dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, đồng chí Võ Văn Kiệt với 86 tuổi đời và gần 70 năm hoạt động cách mạng, gắn liền với sự phát triển của cách mạng Việt Nam, với phẩm chất đạo đức trong sáng, với tài năng của nhà lãnh đạo xuất sắc, đồng chí đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng vào công cuộc dựng xây, đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm sáng tỏ 4 nội dung. Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, sâu sắc cơ sở, có nhiều đóng góp to lớn phong trào cách mạng ở Nam Bộ trong hiện thực hóa đường lối đổi mới đất nước. Đồng chí Võ Văn Kiệt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương người cộng sản mẫu mực, suốt đời vì nước vì dân, trọn đời tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng chí Võ Văn Kiệt đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương đúng đắn, góp phần giải phóng dân tộc, thoát khỏi mọi áp bức bất công, mang lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Đồng chí Võ Văn Kiệt với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh.